Hey, ¿qué pasa a todos? Soy ID Gaming aquí y bienvenido nuevamente al episodio 16 de la serie Terraria Fago Calamity en mi canal de YouTube. Si me preguntan, ¿cuánto tuve que practicar esa línea de introducción para decir con tanta fluidez? Entonces te lo diré directamente que... Me... Cái môi trường đấy không phải là chỉ để mà mình đọc cái đoạn đấy ra đâu, mà mình cần phải viết từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha, hoặc là từ tiếng Việt sang tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha, xong rồi dịch đi dịch lại sao cho mà là cái tiếng Tây Ban Nha nó chuẩn nhất có thể, cũng như rằng là mình phải luyện đọc thế nào để cho nó đọc chuẩn nhất có thể, để mà khi mình đọc ra thì mình không nghe như kiểu là một cái thằng racist. Nếu như bạn nào có học tiếng Tây Ban Nha ở đây mà mình có phiên âm sai hoặc là cái cấu trúc ngữ pháp nó có sai thì cho mình xin lỗi, bởi vì mình dùng Google dịch cả. Mình không biết tiếng Tây Ban Nha. Mình chỉ có hứng thú với tiếng và ngôn ngữ nói chung thôi. Và tiếng Tây Ban Nha là một trong số các ngôn ngữ mà mình tôi thích. Nhưng mà các bạn lười quá thôi, chắc có thể để học. Một số các ngôn ngữ khác mà mình tôi là thích, ví dụ như kiểu là tiếng Nga hoặc là tiếng ở các cái nước Đông Âu với lại cả tiếng Nhật Bản. Và giờ sau từ đó intro kiểu Nhật Bản. Tập này thì chúng ta sẽ có đấy là có thể là mình đánh Frostmourne cũng được, cho dù cái Frostmourne này thì mình không nhớ rằng là Frostmourne nó cho mình được bất cứ một cái gì liên quan đến Summon ở đây cả, chứ cùng lắm là mình cần mỗi cái có thể là cái Ice Queen Crown này thì về sau này kiểu gì mình đánh lại thôi. Bởi vì mình sẽ cần cái Endotomic Energy này về sau này. Còn trong tập này thì chúng ta sẽ có là The Plague Binger Goliath, là một con boss nữa ở trong rừng, cũng như là Empress of Light. Mình có muốn đánh nó buổi sáng không nhỉ? Sau khi mà mình đánh xong được con golem rồi thì trong rừng có những cái con liên quan đến cái kiểu là dạng là Plague Shell Canister thì phải, nó rơi ra những cái đồ như thế. Đây đúng rồi, cái Plague Shell Canister này thì con không biết là cái bộ giáp này, à nó bộ này là thuần về bộ rank à? Cái này thì cùng dùng bộ giáp rồi, nhưng mà có đồ nào khác không mà mình có cần để sử dụng không? Wither Blossom Staff, một con này là tốn 20 slot. Ok, Decaying Flower over your head. Over your head là như vậy, là cái con này nó sẽ giống với cái con này mình đang có ở đây, chắc là vậy. Thực sự mà nói thì vấn đề liên quan đến ngôn ngữ thì từ nhỏ mình đã có hứng thú về các cái ngôn ngữ rồi. Đầu tiên là tiếng Anh thôi, rõ ràng là tiếng Anh, bởi vì hồi bé thì mình được tiếp cận với tiếng Anh khá là nhiều rồi, qua những cái bài hát của những cái ban nhạc như kiểu là Bully hay là Modern Talking mà bố mình hay bật lên nghe, rồi qua truyền hình cáp. Úi dồi ôi con mẹ này. Và khi mà mình lớn lên thì mình xem những cái như kiểu là anime thì liên quan đến tiếng Nhật, rồi những cái bài hát liên quan đến tiếng mình gần đây mình lại có hay nghe một vài các bản nhạc của tiếng không hẳn là tiếng Nga lắm mà là tiếng của một vài các cái nước Đông Âu thì đúng hơn, và thêm nữa là một số các bài hát tiếng Tây Ban Nha. Thì mình tôi là thích tìm hiểu thêm về những ngôn ngữ đấy, cho dù là nó chỉ là tìm hiểu về mặt gọi là phát âm thôi, nhưng mình thực sự lại không có thời gian để mà mình học những cái thứ tiếng đấy, mà nếu như có học thì cũng học cho vui. Vậy mình ở đây rằng là cái ngôn ngữ nó cũng là văn hóa mà, thì học ngôn ngữ cũng học là một phần văn hóa của họ. Và mình cũng vậy, là cái thằng thích ngao du các thứ nữa, cho dù đương nhiên mình chả bao giờ sẽ có được cái cơ hội để mà mình đi ra khỏi chi ra ngoài cái Hà Nội này. Thì đừng nói là đi ra nước ngoài, nhưng mà ý mình là nó cũng là một cái mong ước nhỏ nhỏ của mình là được đi du dịch. À mà cái lượng Vexel Calister mình cần là bao nhiêu cho cái đồ đấy nhỉ? Nó có thể drop ra từ những cái con này mà, nhưng mà sao bọn này nó chưa spawn ra là sao nhỉ? Mà mé nguyên liệu thiếu từ đâu mà toàn thấy cứ có bao phần này. Đóng mẹ cái bác lại khổ quá đi mất lắm rác. Nhưng mà chung quy là đang hơi mệt đây. Vừa mới bị cảm cúm không? Đáng lẽ là cái tập trước mình nó phải ra sớm hơn một chút, nhưng mà mình đã bị cảm cúm nên mà nó bị mất một hôm. Cũng may là chỉ bị cảm cúm thôi chứ chưa bị cái gì nặng lắm, như kiểu sốt xuất huyết à. Mà thôi mẹ không nói ra lại gỡ chết. Mình cũng vừa bị mỗi đốt lúc ăn cơm mà hơi căn sơn đấy, chẳng nào. Tại sao đã mệt bã rồi rồi mình muốn cố gắng để mà mình nói cái intro ra bằng tiếng Tây Ban Nha sao? Các bạn đang hết ý tưởng làm intro thì thử ra là nói intro ở những cái ngôn ngữ khác nhau xem nó vui không. Mong là mình không bị ăn chửi với cái tội là racist. Và mình cần 20 cộng 15, 35 được rồi, mình có đủ 35 rồi, ok. Nhưng mà trước tiên là Cinder Blossom Staff mình có rồi này. Frost Blossom Staff và Tundra Flame Blossom Staff. Và cuối cùng là Wither Blossom Staff, ok. Yeah, nó đi theo mình không thể spawn được thêm nữa, nhưng mà nó là thế này à? À, Direct Projectile, ok, cũng được, thế thì được. Mà rồi, Abomination cho con này một phát nhanh mà luôn, may quá là nó chỉ là con của Calamity thôi, mình chỉ cần đánh một giả. Xem nào, Bee in My Nation, sao mình nhớ không nhầm mà nó bắn ra các cái projectile liên quan đến đẩy này, oh my god, và đam tích của nó cũng hơi nguy hiểm đấy. Con này bay xa quá nhỉ, thế thì mình nên dùng cái bomber này nhiều hơn. Đúng rồi, con này có kiểu đát chéo, nhớ rồi. Và mình đang chết, không biết là vì lý do gì đây. Úi dồi ôi, mày chạy như thế. Sao nó bắn nút đúng không? Sao mình nhớ không nhầm. Sao lại cần kiểu bay chéo?
nó cần phải thế á. Thì cái thằng là cái background đang hơi bị khó để mà nhìn, mà mình không rõ lắm rằng là những cái đòn đánh của nó trông thế nào hơn. Ta trèo ấy nhìn trông vị ấy. Oh, oh, ấy. À, nổ nổ, cái gì nó nổ ấy nhỉ? Cái gì nó, rồi. Nó thả projectile, nó bay ngang màn hình xong nó thả bên âm 2 xuống rồi nó kiểu thả cái cháo đấy, rồi nhớ rồi. Mày trêu tao à? Cần bình máu. Không vừa bắn vội để mà mình hồi cái bình máu thì là mình sống rồi. Ôi dồi ôi, mấy cái single đấy tao nhìn thấy bằng mắt à? Thì nhìn bằng mắt mà. Mình không thấy là cái câu nói mỉa còn thế là nó có tác dụng. Ôi. Jesus Christ. Thế mẹ sao lúc nào máu của mình nó cũng trong cái tình trạng là mình chỉ cần dash sai một hướng so với cái hướng dash của nó thôi là mình lên bảng đến số ngay lập tức là cái nào nhỉ? Có căn hơn cho mình nghĩ đấy. Không bị đau ho thật. Mà vẫn phải ra đường chạy ship chứ, bởi vì cái nghề chạy ship là cái nghề mà giá mồ hôi là ăn cứt. Ôi, đấm điểm cho con này. Khá là khó hơn so với mình từng nhớ, hoặc là đúng là nó vẫn khó như thế. Nó vài lần đánh đầu mình cảm thấy là dễ, nhưng mà bằng một cái lý do nào đó bỗng dưng cái não của mình nó bắt đầu chết dần, thành thử ra là mình mới mất đến 10 lần đánh này. Ok thì thôi, 10 lần đánh thì 8. Độ khó cơ chế có những đòn đánh như kiểu Queen Bee này, mình thấy là cái trò charge vào mặt mình của nó tương đối là đặc biệt ở một chỗ rằng là nó có thể charge được chéo nữa. Mà những cái đòn charge của nó thì tương đối là khó để mà đoán định được xem rằng là nó sẽ tiếp tục charge theo cái hướng nào. Thì những cái lúc mà nó charge thì theo như mình nghĩ là mình nên cần phải di chuyển từ lại một chút để xem rằng là nó sẽ di chuyển đến cái vị trí nào để bắt đầu cái thực hiện cái đòn đánh charge đấy. Thế thì cái đấy thì mọi người cần phải lưu ý một chút, mình không làm tốt lắm trong một số cái đòn đánh cũng chỉ vì lý do đấy. Cho sau đó nó gọi thêm một đồng các con đệ ra, mấy con đệ đấy thì mình bắt buộc mình phải xử nó trước, không thì mà mình va vào người chúng nó là nổ banh sát. Bên cạnh đấy là cái trò nó dash qua đã lại ở phía trên đầu mình, xong rồi nó giải các cái giải bom xuống thì mình hoặc là có thể tránh ở phía giữa các cái projectile đấy, nhưng mà đương nhiên nếu như không tránh được thì tốt nhất là lên bay lên phía trên đầu của những cái projectile đấy để mà tránh. Nhưng mà phải cẩn thận là cái con boss trong cái lúc mà nó charge thế thì nó vẫn gây contact damage, thì thành thử ra là khi mà mình né lên phía trên đầu của đống projectile đấy thì mình cần phải cẩn thận. Còn nếu như mình tránh dưới đít thôi, không sao, tránh dưới đít thì có khi còn dễ hơn. Mà chung quy cơ chế thì sure quá, nó cũng nhanh nữa, thế nên là file nó không có nhiều thứ nhưng mà cơ chế nó rõ ràng là ổn rồi. Thì sẽ là 7.75. Còn phần nhạc nền khá là hot ấy, khá là căng ấy. Đúng với theme của một con boss liên quan đến boss máy rồi, liên quan đến Plague. Plague thì mình không rõ lắm là cái cảm giác liên quan đến dịch bệnh nằm ở đâu lắm, nhưng mà nhất là liên quan đến ong. Ong thì mình có thể nhận ra tương đối rõ ràng với cái tiết tấu nhanh theo cái kiểu rằng là những đoạn như kiểu thế. Thì ok, sure, ổn, solid 8.5. Còn Spy thì rõ ràng đây là Spy của Calamity rồi, nó không có gì là của Terraria bình thường cả, nhưng mà cho 8. Và tổng điểm trung bình cho con boss này thì sẽ là 8.0625/10. Yo, chấm điểm bình thường.
Căn bản cũng tại do bữa lo mình uống cà phê muối. Ừ, mình nhớ rồi, mình nhớ tập trước lúc mà mình đang quay mình đang uống cà phê muối. Và đây là lần đầu tiên mình đang uống cả phê muối. Các bạn mình uống lạnh. đấy là lý do, đấy mới chính là lý do. 1-2 hôm trước nó đã bắt đầu lục khục có vấn đề liên quan đến họng rồi, nhưng mà mình cứ uống nước mắm sôi và uống nước lạnh cơ thì mình thử ra nhà. Rồi đồ con này drop ra thì quá mỗi cái túi, nhưng chung quy là sẽ có ấy xà làm thứ infected armor plating này là để làm gì đây? Để làm cái bộ gọi là Plague Ranger Inquit Summon Dam. À, nhưng mà Friendly Bees à? Friendly Bees Inflict Plague, tức là mình phải sử dụng liên quan đến đồ mà gọi ra được ong à? Thì biết đi. Mà nó cho mình khá là nhiều Summon Dam, 30% Summon Dam. À, nó là update của cái bộ bi lên. Rang vứt không để làm gì, vứt Jojo, vứt Bele, vứt lại Rang vứt. Mà ok, mày lại trêu tao rồi, mày biết tao chơi cái class gì mà. Mày phải có một đồ Summon này đi chứ. Hai cái đồ mà. Plat fucking hell. Ông già. Đây, một đồ Summon, một cái. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó có thể craft ra bởi cái trophy đúng không? Mình nhớ là mình có cái trophy mà. À không, mình craft ra từ cái treasure bag của nó. Cũng là hơi đắt đấy, 3 platinum cho cái đồ này đấy. Mong là đáng. Rồi, đồ thứ nhất là Infected Emote. Con này nó sẽ tốn đến 3 minion slot. Tất cả mọi hiệu đánh đều gây hiệu ứng plague. Xem. Ok, gọi là mini plague binger Goliath. Nam thì nhìn cũng quầy mình nó có nhìn nhầm không biết nhỉ. Con này là con cái và nó có ngực đúng không? Thôi. Và con Fuel Cell này. What the hell? Nó ném cái projectile ra cũng chỉ là màu. Projectile của nó thì à có vẻ là có homing, nó có homing. Cái thì homing là ổn rồi, càng nghe chừng cái homing là ổn rồi. Rồi mà đến là Empress of Light. Mình có muốn đánh nó vào buổi sáng không? Không. Nhưng mà mình có muốn thêm content không? Để xem rằng là Calamity Mode với lại cái Fargo Mode xem mọi thứ nó thế nào đã. Ừ, cứ bình tĩnh, Và lại rằng là liệu mình có muốn đặt lại cái luật rằng là mình phải đánh nó ở cả Fargo với cả ở Calamity thì mình mới phép sử dụng đồ của nó. Nếu như mà đang xét trong cái trường hợp mà mình đánh nó vào buổi sáng, cái đồ con này nó ra là Terra Prisma đấy, thì đương nhiên đồ mod thì nó hay, nó thú vị hơn, nhưng mà nó là Terra Prisma đấy. Mình có cái lay swing này thì chắc là mình cứ tạo ra cái rose đi, cái đồ của fan Fargo để cho gọi nó cho nó dễ hơn. Cứ đánh nó buổi tối trước đi, xem cái eternity mode hoạt động dư nào đã. Con này nó cho lên cho cái debuff là purge, mình không thể dot được. Ok, interesting, không dot được thì nghe thôi. Vẫn còn cái trò tương đối là cơ bản như thế này rồi, tương đối giống vanilla, nhưng mà mỗi tuần là nó có phải to hơn một chút thì mặt gọi là nên chạy xuống. Holy. Không nên chạy xa quá, ok. Thank you. Ok. Sure. Màu mè đấy, đây là cái gì đây? You are cleansed. Không nên đứng xa quá. Khi mà mình đứng gần nó thì cái projectile nó chưa gây đam. Ok, thì cái projectile đấy thì mình hiểu rồi. Phải đứng gần. Né, những cái né cái kiểu gì đấy? Mà mấy đã first phase đấy. Để cầm miệng. Cái phase này thực ra mình có thể dùng adrenaline được này. No hit cũng là ở trong tầm với. Tầm với cái mẹ chứ. Mà sao cái projectile bị cái rằng là mình đang hơi ghét cái đòn vừa lúc nãy đấy. Cái đòn vừa lúc nãy cảm giác là nó hơi bị nó đứng gần mặt mình, xong rồi nó bắn cái projectile ra thì trông đấy thì trông ảo bó mẹ ra. Đỡ cảm giác không phải không né được, nhưng mà nó lúc thế nào ấy. Rồi xem nào. Đây là nếu như mình có thể tích được adrenaline cho đến đất này lại là mình có thể là dồn phát nó chết luôn vậy. Thì nếu như mà mình đang nghĩ đến cái việc là mình vẫn có thể dồn adrenaline cho cái đạn đấy thì là ok luôn đó. Cái phê này mình không rồi mình nhớ cái đạn này rồi. Này NPC lại bay mất hết đầu rồi. Úi dồi ôi, bây giờ thì lại có adrenaline. Simple, không tính tiền, fucking easy. Nhưng mà mình đang một fake. Thế thì liệu no hit con này có phải là một ước mơ xa vời trong cái thời điểm hiện tại không? Cứ thử nó ở dạng Calamity xem nào. Rồi dạng Calamity, cảm giác dạng Calamity sao nó giống dạng bình thường thế nhỉ? Nhưng mà cái dạng Calamity thì mình vậy có thể dodge được bằng cái các đồ như kiểu là Hollow, bộ giáp Hollow hay là bộ ấy nhá.
What? Sao... Nhìn rõ ràng là của Calamity nhưng mà cảm giác giống giống nhau thế nhỉ? Và ít nhất là nó không cho mình thêm một tí tỉ các cái debuff vào người. Thành thử ra là thì cũng khá là dễ để mà khá là dễ để mà né bị ăn phát phát mặt. Và phải chết đấy. Lên bảng điểm số. Đánh nó vào buổi sáng à? Đây đánh nó vào buổi sáng thì mình lên bật cái mod cheat lên để mà mình lấy một đống các cái đồ mình gọi boss ra đã. Bởi vì nó sẽ không phải là ngày 1, ngày 2 mình đánh được luôn đâu. Lấy cái Rose này ra. Nhưng mà mình nghĩ mình lên đánh nó ở dạng của bên Fargo. Bởi bên Fargo nó khó hơn do là mình không thể dodge được bằng cái Evasion Scarf này. Cũng như rằng là cảm giác những đòn đánh của nó khó hơn. Thế thì chắc là cũng chỉ lên đánh một lần thôi. Em bảo chị ạ, đúng là buổi sáng nó one shot đúng không nhỉ? Chắc là buổi sáng nó one shot đấy. Đây là đúng rồi, đây là cái trò này này mình đang rất là quan ngại cái trò này. Và nhấp đúng mà là có one shot. Rồi. No. Sao mình phải làm trò này? Đấy, khó chịu thế nhỉ? Không nên đứng im. Đứng im là sai. Thực ra nếu như mình có thể là no hit được cho cái phase đầu thì chắc chắn 100% đến phase thứ hai là mình có thể nuke được nó luôn ở cái phase adrenaline. Nhưng mà mình cần phải sống qua cái trò vớ vẩn kia đã. Rồi, cái trò này cũng không phải. What? Ây da. NPC còn sống không sau cái vụ đấy cơ? Không biết là mình gọi nó được ở ngoài này không nhỉ? Nhìn NPC chết thì trông sót vậy luôn. Một cái vị trí mà nó spawn ra mình xếp nó từ ban đầu nó thế nào bây giờ nó lại loạn hết cả lên rồi. Thế thì già mình không muốn đánh nhau ở gần nhà lắm, mà đánh nhau ở ngoài này thì khác nào tôi bị mù. Không đánh nhau ngoài này khác nào tôi bị mù không. Ui à. Ôi what the fuck is this? What? Oh, it did work. Now I know. Oh my god. I can low gravity by the way.
fuck it. Tao không chơi với mày nữa. Hello. Why đi gaming ở tương lai đây. Sorry nếu như cái tập này nó hơi bị delay một chút, một phần là vì con bot và không, một phần cũng không hiểu vì sao bỗng dưng sáng ngày dậy tôi bị một cơn đau đầu cực kỳ là khó chịu. Làm cho tôi mất ngủ và tôi hiện tại sức khỏe của tôi lắm. Mà là cái đoạn kế tiếp thì tôi sẽ tạm skip cho cái vụ chấm điểm một chút. Tôi vẫn còn một cái đoạn tôi sâu kết tại item nhưng mà ok để sau. Nhưng mà như tôi ở đây tôi đang muốn test Empress of Light lại vào buổi sáng để xem là cái giả thuyết của tôi đang nghĩ xem nó có đúng hay không. Chung quy rằng là ở ban đầu phải đánh, khi mà mình bắt đầu đánh con Empress of Light này thì mình có thể gây đến tầm khoảng là 3.000 đến 5.000 đam trên giây. Nhưng mà mình chỉ có thể gây được từng đấy đam trong khoảng 80% máu đầu tiên thôi. Còn đến giai đoạn sau thì bằng một cái lý do gì đó tự cái tam của mình nó tụt dốc không phanh và nó cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở tầm khoảng là 1.000 đến 1.500 đam trên giây. Thì mình đang tự hỏi là liệu có phải rằng là con Empress of Light buổi sáng ở dạng Fargo nó đang hạn chế đam, hay là khi mà nó dưới một cái ngưỡng máu nhất định thì bỗng dưng là cái đam resistance của nó được tăng lên một cách gọi là chóng mặt. Và mình đang rất là chóng mặt đây. Ok, con này require đến 10 million slot to heal thì chắc là nó sẽ khỏe mà. Yeah, đam cơ bản của nó tầm khoảng là, cứ cho như là tầm khoảng là 20.000 đam trên giây nhé. Ừ, là 20.000 đam trên giây cho một cái con nào đó mà nó không có một tí defense nào, thì nếu như là apply cho cái con Empress of Light này thì đáng lẽ là nó sẽ phải gây tầm khoảng là ít nhất đâu đó mười mấy nghìn đam đúng không? Ừ, đấy, cứ cho cho nó rất là nhiều defense đi. Đây, giai đoạn bắt đầu, yep, mình mới có thể lên được mười mấy nghìn đam trên giây. Nhưng mà bắt đầu, oh my god, no. Như vậy là vào tình huống đầu tiên thật à? Tức là nó hạn chế đam của mình đi. Oh my god. Đúng rồi, nhìn số này. Đam của mình bình thường là gây 77 đam, nhưng mà đam tuyết xuống còn 57 đam, chứng tỏ rằng là nó hạn chế đam đi. Wow, that is bullshit man. Quay trở lại với những cái item mình đã có sử dụng trong cái lần mà mình đánh lúc đấy, thì mình có sử dụng một số item với lại một số các cái buff khác nhau để mà mình có làm giảm đam reduction của nó đi, thì thực ra là nó cũng không có thực sự có tác dụng mẹ gì cả. Ừ, một số các cái buff mà mình có sử dụng thêm vào để mà mình giảm được cái đam reduction của nó đi, ví dụ như kiểu là crumbling potion là giảm đam reduction này, rồi mình sử dụng cái item của Fargo này là đồ kết hợp từ Queen Slime, từ Queen of Cthulhu và từ Ether Boar. Đây là mod của Fargo thì thử ra là mình có thể lấy được cái item từ con Ether Boar cũng khá là dễ thôi. Thêm nữa là một cái buff có tên là Spike này, đến từ cái Spike Full Candle của bà Drunk Princess. Như mọi người nhớ rồi là cái bà Drunk Princess bà sẽ bày ra cho mình những cái nến. Tuy nhiên thì những cái nến này nó đã bị fix lại, tức là mình không còn là đặt những cái nến ra để mà nó có tác dụng ở trong một cái arena nữa, mà bây giờ mình chỉ có thể là mua một trong bốn cái nến đấy và sử dụng một trong bốn cái nến đấy. Thì chung quy là cái nến Spike Full Candle này nó có thể là gây thêm 4% đam nữa, nhưng mà 4% đam này nó có thể là đi xuyên qua được đam reduction của quái cũng như defense của nó. Nhưng mà không, tất cả những cái đồ mình vừa mới test hóa ra là nó hoàn toàn không có bất cứ một cái tác dụng nào cả. Wow, chỉ đơn thuần rằng là nếu như mà đam mình nó đủ to thì mình có thể là rush được cái máu của nó gọi là nhanh hơn một tí thôi. Tuy nhiên thì con này nó hạn chế đam nhận vào. Eo ơi, con mẹ, tôi vỡ con mẹ đầu. Trong một cuối cùng thì cái kết quả cho cái 200 lần chết này, trong một cái kết quả cho công việc cũng tôi bị ốm này thì già nó đỡ đáng một tí. Oh my god, Terra Prisma. Oh, mong là nó đáng. Mình muốn test qua đam một chút xem cái con Terra Prisma nó có đáng để mà mình tự hành sát bản thân mình như thế này không. Con này nó gây tầm khoảng 6.000 ish đam, còn với Terra Prisma Kairoscope, thank you. Và wait a minute. No. Terra Prisma có thể drop ra bình thường á. No. Tao đụng nó vào sao. No. Mất thời gian trả lời làm gì rồi.